Nhà đẹp thân ái xin chào, rất vui vì đã được gặp lại các bạn trong chương trình Mỗi ngày một nhà đẹp cùng kiến trúc Tân Á. Tân Á hiện tại là một trong những công ty hàng đầu trong lĩnh vực thiết kế và thi công nhà biệt thự dân dụng. Công ty chúng tôi hiện khảo sát và giám sát trên 63 tỉnh thành. Hôm nay chúng tôi sẽ giới thiệu cho tất cả các bạn một mẫu nhà mà chúng tôi đã thiết kế cho bác Mích, có địa chỉ tại thành phố Vinh, Nghệ An. Các bạn hãy cùng chúng tôi tham khảo mẫu nhà của bác Mích nha các bạn. Hình ảnh các bạn đang được nhìn thấy là phối cảnh 3D căn nhà mà chúng tôi đã thiết kế cho bác Mích. Căn nhà của bác là căn nhà phố 2 tầng mái Nhật có phong cách hiện đại, màu trắng là một chủ đạo của ngôi nhà. Sự kết hợp hài hòa giữa tổng thể căn nhà cùng với việc chúng tôi sẽ thiết kế thêm các cây xanh, bố trí thêm các chậu cây cảnh thì căn nhà tổng thể rất là đẹp và bắt mắt. Cổng cửa chính sẽ được chúng tôi thiết kế lối vào sẽ là bằng cửa nhôm kính viền tối màu và thiết kế rất là nhiều cánh cửa, và bên ngoài sẽ được thiết kế cửa cuốn. Lý do chúng tôi thiết kế cửa chính rộng như thế là bởi vì bác mong muốn phía bên trong sân sẽ được thiết kế làm khu vực gara ô tô để thuận tiện cho việc đi lại của gia đình bác. Do đó chúng tôi thiết kế cửa chính đi vào, lối đi vào rất là rộng nha các bạn. Hai bên sẽ được ốp bằng gạch để làm cho căn nhà trở nên nổi bật hơn. Ở khu vực giao nhau giữa tầng 1 và tầng 2 thì chúng tôi sẽ thiết kế thêm đường vào kép song song, chạy song song để phần tầng ngôi nhà. Ở giữa sẽ được sơn một lớp sơn màu đỏ nha các bạn. Ở tầng 2 thì chúng tôi sẽ thiết kế thêm ban công để cả gia đình của bác có thể thư giãn. Phía trên ban công sẽ được thiết kế thêm hè lam bằng sắt phun tĩnh điện, và để che chắn hè lam sẽ có thêm một lớp kính chống lực. Và lan can được chúng tôi thiết kế cho căn nhà sẽ là lan can bằng sắt phun tĩnh điện để đảm bảo an toàn cho nhu cầu sử dụng cũng như làm cho căn nhà trở nên sang trọng hơn. Cửa sổ được chúng tôi thiết kế cho tổng thể căn nhà sẽ là cửa nhôm kính viền tối màu kết hợp với màu trắng là một chủ đạo, và ngôi nhà mang đậm phong cách hiện đại cho chúng ta thấy được một căn nhà rất là đẹp, đẹp bắt mắt và sang trọng. Ngoài ra thì cửa nhôm kính bền đẹp theo thời gian và giảm chi phí xây dựng cho ngôi nhà. Khu vực cổ mái sẽ được chúng tôi sơn một lớp sơn màu đỏ để phân tầng ngôi nhà cũng như tạo điểm nhấn. Hè mái được chúng tôi thiết kế cho căn nhà của bác Bích sẽ là mái Nhật, trong màu của ngói sẽ là màu xanh. Trong quá trình thiết kế thì chúng tôi sẽ tính toán về chiều cao độ dốc của mái sao cho hè mái phải thể được sự bề thế và sang trọng của ngôi nhà. Trên ban công sẽ được bố trí thêm các chậu cây cảnh, cây hoa để căn nhà trở nên hài hòa với thiên nhiên. Do căn nhà của bác là khu phố, do đó chúng tôi sẽ tập trung phát triển hình khối ở mặt trước của ngôi nhà, và phía trên hè mái sẽ được thiết kế thêm một giếng trời để cho căn nhà có đầy đủ ánh sáng. Tiếp đến là phối cảnh khác nữa của ngôi nhà, nhìn từ góc độ nào thì căn nhà của bác cũng rất là đẹp, bắt mắt và sang trọng. Tiếp đến là phối cảnh nhìn từ trên cao. Tiếp đến các bạn hãy cùng tôi tìm hiểu xem là bác Bích đã biết đến kiến trúc Tân Á như thế nào nha các bạn. Bác Bích có chia sẻ với chúng tôi rằng bác đã biết đến kiến trúc Tân Á rất là lâu rồi, do ở thành phố Vinh thì có rất là nhiều gia đình đã tin tưởng và lựa chọn Tân Á làm đơn vị thiết kế. Bác nhận thấy rằng các ngôi nhà do Tân Á thiết kế thì rất là đẹp, bắt mắt và sang trọng. Do đó bác đã lên kênh YouTube và website của nhà đất Tân Á để tham khảo chọn lọc cho mình những ngôi nhà thật là ưng ý. Ở đây chúng tôi chuyên trưng bày các mẫu biệt thự, nhà vườn, nhà phố, nhà cấp 4, đi kèm với đó là những video quay lại những ngôi nhà mà chúng tôi đã thiết kế và thi công để các bạn có một cách nhìn thực tế hơn. Các bạn nhớ đăng ký kênh và ấn thông báo để không bỏ lỡ bất cứ video nào nha các bạn. Ở website của nhà đẹp Tân Á, chúng tôi chuyên trưng bày các mẫu nhà mà chúng tôi đã thiết kế cho các chủ nhà từ trước tới nay, bao gồm có các công trình từ miền Trung cho tới miền Bắc và miền Nam và tất cả mọi miền Tổ quốc. Nếu như các bạn có nhu cầu thiết kế nhà và công năng sử dụng của các căn nhà thì hãy truy cập trang web nhà đẹp Tân Á.vn. Tiếp đến, các bạn hãy cùng tôi tìm hiểu về quy trình làm việc của kiến trúc Tân Á nha các bạn. Để hoàn thiện được một ngôi nhà, cơ bản sẽ trải qua 3 giai đoạn. Đó là khảo sát thực địa, tiến hành thiết kế, cuối cùng sẽ là thi công. Đối với căn nhà của bác Bích, chúng tôi sẽ về tận nơi khảo sát thực địa, đó là khu đất
mà lấy thông tin từ bác. Sau đó mọi thông tin sẽ được chuyển về phòng kiến trúc kết hợp với kiến trúc phong thủy, kiến trúc nội thất, ngoại thất, sẽ thống nhất được phương án về phong thủy, mặt bằng và phối cảnh. Từ đây sẽ tiến hành thiết kế chi tiết kiến trúc, tính toán kết cấu, tính toán kỹ thuật cấp thoát nước và kỹ thuật điện. Ở mỗi khâu chúng tôi đều sẽ có phòng kiểm tra hồ sơ trước khi bàn giao. Sau khi đã bàn giao bản vẽ thiết kế đối với căn nhà của bác Bích, chúng tôi sẽ tiến hành cử hai bộ phận là bộ phận giám sát trực tiếp sẽ trực tiếp giám sát ngôi nhà của bác Bích, bộ phận giám sát online sẽ nhận phản hồi hỗ trợ bác Bích 24/24 để đảm bảo công trình được thi công đúng thiết kế, đúng tiêu chuẩn kỹ thuật, đảm bảo được chất lượng của công trình và tiến độ đã đề ra. Để hoàn thiện được một ngôi nhà, từ khảo sát, thiết kế và thi công thì chúng tôi cần rất là nhiều con người, nhân lực. Ở mỗi vị trí đều sẽ cử những người có năng lực và phù hợp với căn nhà của bác để đảm nhận. Do đó, mọi so sánh đều sẽ là khập khiễng. Để có được một mô hình làm việc chuyên nghiệp, khép kín như thế này, kiến trúc Tân Á đã rất cố gắng và phải có năng lực thì mới có thể làm được. Đúng không các bạn? Tiếp đến, các bạn hãy cùng chúng tôi đi khảo sát thực địa khu đất của bác Bích nhà các bạn. Để có được đầy đủ thông tin phục vụ cho quá trình thiết kế, chúng tôi đã về tận nơi khảo sát thực địa. Hình ảnh các bạn đã được nhìn thấy là hình ảnh khu đất của bác Bích ở thời điểm hiện tại nha các bạn. Và đây là hình ảnh của khu đất ở trên bìa đỏ. Trong quá trình khảo sát, chúng tôi sẽ đo phong thủy. Từ đây sẽ đưa ra được các biện pháp xử lý phong thủy đối với căn nhà của bác Bích. Trong quá trình khảo sát, chúng tôi sẽ quay khu đất bằng flycam, đó là khu đất, đo phong thủy cũng như đo chiều dọc mặt tiền, đo cốt đất nền so với mặt tiền để phục vụ cho quá trình thiết kế. Số tiền bác dự kiến đầu tư cho ngôi nhà sẽ là 1,5 tỷ đồng. Qua trao đổi, chúng tôi sẽ thiết kế cho bác một căn nhà 2 tầng có công năng như sau: tầng 1 sẽ có phòng khách, bếp công ăn, một phòng ngủ, vệ sinh chung, sân ướt, và tầng 2 sẽ có phòng thờ, 3 phòng ngủ, sau đó một phòng khép kín, vệ sinh chung, sân phơi và ban công. Qua trao đổi và khảo sát thì bác rất hài lòng về sự chuyên nghiệp, nhiệt tình của kiến trúc Tân Á. Bác cũng tin tưởng và hy vọng rằng Tân Á sẽ thiết kế cho bác một căn nhà thật là đẹp, bắt mắt và sang trọng. Hiện nay, kiến trúc Tân Á khảo sát và giám sát trên 63 tỉnh thành. Nếu như các bạn có nhu cầu thiết kế nhà thì hãy liên hệ với chúng tôi. Chúng ta hãy cùng nhìn lại tổng thể căn nhà. Bây giờ các bạn hãy cùng tôi tìm hiểu về mặt bằng kiến trúc căn nhà của bác Bích nhà các bạn. Để bố trí được vị trí các phòng một cách hợp lý, chúng tôi sẽ về tận nơi đo phong thủy và đưa ra các biện pháp xử lý phong thủy đối với căn nhà của bác. Và đây là mặt bằng định vị khu đất nha các bạn. Căn nhà của bác có diện tích 18,6 x 5,8 m2. Hệ tường bao sẽ được chúng tôi thiết kế là hệ tường 220. Các vách ngăn sẽ được chúng tôi thiết kế là hệ tường 110. Từ ngoài đường chính đi vào sẽ là gara ô tô có diện tích 34 m2, đủ không gian để đỗ được hai ô tô nha các bạn. Và phía sau khu vực gara sẽ là phòng khách có diện tích 25 m2. Ở tầng 1 sẽ được thiết kế một phòng ngủ có diện tích là 13,2 m2, phía sau sẽ là phòng bếp có diện tích 18 m2, cuối cùng sẽ là sân ướt và nhà vệ sinh chung. Để tạo sự thuận tiện cho việc đi lại, chúng tôi thiết kế hành lang có chiều rộng là 1,3 m. Ở tầng 2 thì sẽ được chúng tôi thiết kế 3 phòng ngủ, trong đó một phòng khép kín có diện tích 14 m2, đi kèm với đó vệ sinh khép kín có diện tích 2,7. Hai phòng còn lại có diện tích là 14,7 và 11 m2, ở giữa có thể được trưng dụng làm phòng sinh nhật chung. Phía trước sẽ là phòng thờ có diện tích là 8,2 m2, phía trước phòng thờ sẽ là ban công, cuối cùng sẽ là nhà vệ sinh chung cũng như là sân phơi. Xung quanh ngôi nhà chúng tôi sẽ thiết kế thêm ban công, cửa sổ để tạo hình khối kiến trúc làm cho căn nhà trở nên đẹp, bắt mắt và sang trọng, cũng như giúp cho các tổng thể căn nhà hấp thụ tốt ánh sáng tự nhiên. Tôi và các bạn đã tham khảo xong mẫu nhà mà chúng tôi đã thiết kế cho bác Bích. Hy vọng rằng thông qua mẫu nhà này, các bạn sẽ có thêm một sự lựa chọn trong căn nhà tương lai của mình. Nếu như các bạn có nhu cầu thiết kế nhà, hãy liên hệ với chúng tôi thông qua số điện thoại 0944 784 333. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.